Xin chào anh chị, em xin giới thiệu dòng máy xay cà phê 600 N sản xuất dành cho thị trường Thái Lan. Có cải tiến hơn so với các dòng trước là công suất 180W, có 3 màu trắng, đen và nâu đỏ. Chỉ khác nhau ở cái màu sơn thôi, còn về hoạt động của máy thì hoàn toàn giống nhau. Có 8 mức điều chỉnh mịn từ số 1 tới số 8, 1 là mịn nhất và 8 là thô nhất. Điều chỉnh độ mịn thì khá đơn giản, chỉ cần xoay vặn cái nút tròn này tới cái mức mà mình mong muốn. Thường số 1 thì sẽ dùng cho pha máy và số 3, số 4 thì có thể dùng cho pha phin. Cả ba cái máy này nó đều có cái cối ở phía trên là kiểu là để chống nhẹt hạt. Tức là mình có thể để hạt vào sẵn, khi nào cần xay thì mình bật công tắc cho máy chạy xay thôi. Khác với dòng máy có cối trắng trước đây á, là nếu mà cần xay phải bật máy lên trước và cho hạt vào từ từ để tránh nghẹt ở trong cối. Chiếc máy nhỏ gọn như thế này thì ở trong gia đình có thể dùng để trưng bày ở trên kệ bếp và đồng thời là sẽ sử dụng để xay cà phê uống hàng ngày. Ngoài ra, hiện tại có rất nhiều đơn vị kinh doanh cà phê sử dụng cái máy này để làm quà tặng cho khách hàng nhập cà phê. Cái máy nhỏ nhưng mà tốc độ của nó cho ra cà phê cũng khá là nhanh. Chính vì vậy mà các cái quán nhỏ cũng có thể cân nhắc để mình sử dụng cái máy này. Mỗi lần mà có khách xay khoảng một vài ly thì cần bấm nút thôi thì sẽ có cà phê ngay lập tức ở phía bên dưới. Em sẽ thử xay cà phê trên một cái máy để anh chị có thể phân biệt được từng cái cỡ cà phê nó như thế nào nha. Cà phê em đã để đầy trong cái hũ này rồi. Ở đây á, là mình sẽ hứng được thành phẩm của cà phê sau khi xay. Nhưng mà cái này thì nó kính sẽ thay bằng một cái ly trong suốt để anh chị có thể quan sát được cái cà phê khi mà nó rơi xuống. Mình sẽ xay ở mức số 1 là mịn nhất. Bây giờ em sẽ
cho anh chị quan sát cái thành phẩm nha. Số 1. Rồi so số 1 và số 2. Số 2 và số 3. Và số 4. Số 5. 6. 6 và 7. Số 7 và số 8. Nếu anh chị có nhu cầu tìm hiểu thêm về sản phẩm, có thể gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo số điện thoại này để bên em tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video tư vấn hướng dẫn tiếp theo.